Thank you.
Xài mấy chế xài là bật tông ngay lần đầu tiên luôn, không bao giờ bắt nắng, yên tâm. Bật tông ngay ngàn ngay lần đầu tiên luôn, yên tâm nha, không có bị bắt nắng. Mấy chế tắm à, nó có dạy cách hướng dẫn, tại vì người ta sẽ làm cho mấy chế có cái tiếng Việt ra đó, nó dạy cách hướng dẫn cho mấy chế tắm nên mấy chế không sợ nha, không sợ là bị gì đâu. Nó làm từ sản xuất từ sâm, nó bật tông ngay lần đầu tiên luôn. Tắm xong mình dọn, mình để từ 15 đến 20 phút đó. Một tuần xài 1 đến 2 lần thôi, nó tẩy được tế bào chết luôn, nó tẩy được tế bào chết luôn đó mấy chế. Một cái này một bịch như vậy mấy chế tắm là sẽ trắng nè, tắm là sẽ trắng. Trễ quá không được đâu Hằng ơi, em để như thế là gần, chị là 6 tay chị không bán nữa rồi, chị 7-8 tay là chị về Việt Nam rồi em ơi, em phải lấy trước ngày 5 tay. Dạ, tại vì chị cũng không muốn làm khó em đâu, nhưng mà thực chất ra hàng của em để rất là lâu rồi, em để đến tầm này chắc gần cả tháng rồi, và không để được đến 10 tay đâu em ơi. Một là chế xin lỗi em trước, một là chế xả hàng của em, hai là em phải lấy trước 10 tay dùm chế nha. Tại vì bất cứ người khách nào chế cũng muốn gửi hàng, chứ đâu ai muốn bán mà xả đâu em. Nhưng mà thật sự hàng của em để đến 10 tay là rất là lâu, chế không để được. Dạ, với lại 10 tay chế về rồi, 10 tay chế về rồi ai gửi cho em? Chế từ tới tháng sau mà, chế tháng sau chế về Việt Nam mà, ai gửi cho em? Mà để qua Tết là càng không được rồi. Tại vì em biết không, mỗi lần bán hàng như vậy á, ông chủ chị ông kiểm mà hàng nào đủ 1.000 mà không gửi là ông nói dữ lắm, đa phần là vậy luôn á em, đa phần. Đâu phải là phải chi chế bán cho chị á, chế bán tự bản thân cho chế thì giữ hàng đến bao lâu cũng được mà, này chế đi bán cho người ta mà em, ai cũng có cái luật của người ta mà đó. Nên là em thông cảm cho chế đi. Một là em lấy trước 5 tay thật, chế chỉ giữ được cho em đến ngày sớm trước 5 tay thôi. Tại vì hôm nay là em nghĩ đi, hôm nay 26 rồi nè, mà đến 5 tay là gần 10 bữa nữa luôn. Mà em nghĩ đi, em để hàng của chế này là gần cả 1 tháng có rồi đó. 1 tháng em tự ngẫm coi, gần cả tháng rồi đó em. Mà bây giờ em kêu chế để tới 10 tay nữa, ông chủ cũng đâu có cho, mà chế đâu có bán tới 10 tay đâu. 10 tay chế về Việt Nam mất rồi. Chế tháng 1 về Việt Nam mà, tới tháng 2 chế mới qua mà em. Chế ở đây chế cũng ráng giữ cho em mà, không có ở đây. Đó là em xem sao nha, em xem sao rồi em nhắn tin đi chế. Ví dụ như em muốn xả ra cũng không sao à, mấy mốt em mua lại cũng được à. Em muốn xả ra thì cũng phải nhắn tin đi chế một cái tin, chị ơi em xả hàng giùm em. Còn hoặc là em nói ừ chị ơi gửi trước cho em, chứ để em cứ để thế rồi chế ông chủ hỏi chế cũng không biết đường để trả lời cho ông chủ á.